Rồi chào anh em, tiếp tục video này em lên với anh em còn mớ đồ máy của Super với quay A. Thì tổng cộng ở đây là em còn coi một bộ lửa Super Game đời 2012, hai bộ lửa quay A 2016 đẹp luôn ba nắp ha. Hai bộ số quay A đời 2016 tất cả đều là hàng đẹp hết cho anh em, hai bộ số này đẹp hết, không nhăm răng nào hết. Đó. Thì em cũng biết ơn anh em trong thời gian vừa qua luôn ủng hộ em nha. Nói chung là cái máy mà quay A24 em đăng hồi tối là tối hồi đâu em cho nó lên lúc 6 giờ sáng, thì trong bữa nay là anh em đã chốt hết, thì em đã giao hết luôn nha anh em. Đó. Thì ba cái đồ cù cặn của máy Super trước thì cũng sạch luôn rồi. Đó. Thì ngày hôm nay thì còn bao nhiêu đây thì em lên với bao nhiêu đây cho anh em hết luôn. Sẵn nhân dịp cuối tuần rồi, coi như là anh em mình được nghỉ ngơi sau tuần làm việc mệt mỏi ha. Đó. Thì bữa nay em bán cái giá mà cho anh em dễ xài luôn. Đó. Giống như hàng đi mau lẹ, đặng sắp tới em còn nhập hàng tiếp. Đó. Thì đồ nó cũng lẳng quẳng đó, đồ máy thì em chỉ còn bao nhiêu đây thôi, chứ đâu em còn em xin đứng lên cái nghe này. Nè, đồ máy thì chỉ còn hai bộ số với lại ba bộ lửa thôi, nó cũng hết rồi, ba bộ lửa với bộ nắp, ba nắp thôi cũng hết rồi. Nè, đâu còn gì đâu, sạch hết trơn rồi. Còn bộ nồi Super này thì khách chốt rồi, ông khách cũng chốt rồi, với cái vỏ đầu nè. Cái vỏ đầu Super này khách cũng chốt rồi mà em giao. Đó. Của ông anh cũng chốt rồi mà em giao. Ừ. Còn gì đâu trời. Ừ, quên anh em, còn em còn được cái lốc bơm full 1 nè. Anh em nào chốt không? Đem ra quay cho anh em luôn ha. Xin phép đem ra quay cho anh em luôn đi. Còn cái lốc bơm full 1. Vệ sinh rồi đó. Ừ, anh em video tới này nãy quay mấy cái phục với anh em lên rồi ha. Video tới này em lên với anh em còn được 4 bộ lửa full 1 cũng kha khá nè. Với bữa nay em tuyển ra được mới IC đẹp mà video tới lên sóng với anh em ha. Hoặc là cho nó lên lúc 6 giờ sáng. Thì trong tối hôm nay em sẽ cố gắng cập nhật hàng mới cho anh em là căm niền vỏ ruột. Đó. Rồi. Không có mất thời gian của anh em nữa, em đi vô chi tiết luôn. Thì em báo với anh em luôn ngay từ đầu video cho nó dễ. Nè. Hai bộ số này đều là số quay A 2016 mát đời không à. Bộ nào cũng tháng 10 năm 2016 hết trơn á. Ở có bộ này tháng 6 nè, 29 tháng 6 năm 2016 nè. Đó. Còn bộ này là ngày ngày 4 tháng 10 năm 2016 nè, số toàn là mát đời 2016 không à, số tất cả là không nhăm găng nào. Và cái em bán số ở đây anh em cũng biết rồi, nào giờ rồi. Từ quay A, quay RS, quay S gì cũng vậy chứ á. Là bán full số nè, full cốt đạp, cốt số, báo số đi theo hết luôn, full bộ luôn, không có bỏ lại cái gì chứ á. Đó. Là hai bộ này ngày hôm nay em giao anh em 850, anh em nào chốt nhanh thì em giao. Đó. Còn lửa nè, em còn một bộ lửa Super luôn, ba nắp Super, bộ này sơn sẵn. Bữa nay em tính anh em giá 1.3 triệu, full lửa, full nắp đi theo hết luôn, ốc ác hết luôn, 1.3 triệu. Nè, một bộ quay A216 đẹp nè. Đầy đủ nắp nồi, nắp lửa mang cá cho anh em. Có cái nắp nồi này nó like, em sẽ thay nắp nồi zin cho anh em, sơn zin đẹp luôn. Là 1.2 triệu, hai bộ này đồng giá 1.2 triệu thôi. Đó, nhanh gọn lẹ luôn đó. Rồi giờ em xin đi vô số trước nè. Thì bộ này quay A216 nè, thì đầu tiên nè cho anh em coi coi cốt đạp cốt số nè. Cốt đạp cốt số này về anh em ngâm dầu, anh em rửa là anh em khỏi phải gam, tại nó còn vàng thực mà anh em gam là cái gì mất công. Đó. Đó, anh em coi tự đánh giá. Đó. Rồi nha, em quay nhanh nha anh em, tại vì cái này quay gọi chân chỉ quay lại cho anh em coi thôi. N5 chuẩn zin nha. Đó, zin hết, zin toàn tập quay A216 nè. Báo số zin theo xe nè, không gợn không khuyết gì luôn nè. Rồi ha. Số này em báo với anh em là hai bộ này là bao anh em là không nhăm răng nào, bao anh em lên xe ráp là sử dụng không hú hí. Số chắn bóc mà anh em thấy rồi, quay A216 mà. Em thì em không có thích bán lẻ, tại em bán full bộ luôn cho nó dễ. Đó anh em coi đó, số chắn bóc là không có nhăm một răng luôn đó. Nó số 2 nãy giờ mấy tua rồi nha anh em. Số 4 nè. Anh em coi đi. Hoàn toàn là không nhăm răng nào nha anh em. Đó. Không nhăm răng nào nha. Ok. Đó.
thì em giao cho anh em là full bộ là 850.000 đó. Ngày hôm nay giá nhanh giá lẹ cho anh em, đặng sắp tới em sẵn hàng nó sắp hết rồi, mực chấm sơn còn nè, cốt tải đẹp nè. Cốt tải thẳng băng à, chưa khuyết, chưa ẩn, chưa mòn gì hết trơn á. Cho nó xong luôn cho rồi đi, ngày mai em tập trung vô hàng mới quýnh với anh em thêm một cử chừng 3 ngày liên tục nó bắt đầu là đồ máy về tiếp là bập tiếp nha. Anh em mình chiến tiếp nha anh em. Quá trời đơn đang vận chuyển anh em ơi. Lúc này đơn hàng của anh em đi chậm, em mong anh em thông cảm. Ừ, hồi sớm này em chỗ anh Kiên ở ở Lạng Sơn hay ở Bắc Cạn gì đó, em xin lỗi anh Kiên nha, em bị sót đơn của anh nha anh Kiên, để ngày mai em giao lại cho anh Kiên nha. Đó. Đôi lúc mà một mình làm nó cũng thiếu sót đủ thứ, mong anh em bỏ qua cho em. Chứ lại em nói với anh em là nhiều khi á, anh em đừng có nhắn tin cho em, anh em gọi trực tiếp cho em đi, anh em cần gì, để nhiều khi anh em hiểu lầm em khi dễ anh em không thèm trả lời, không phải đâu nha anh em. Nói chung với anh em đó là từ em ngủ nè, tại vì em ngủ là thức hơi trễ, tầm 9 giờ sáng, 8 giờ rưỡi, 9 giờ em mới thức đó, mà anh em gọi là thường anh em thức sớm á, anh em có công việc đi làm anh em thức sớm, tại vì em làm tới khuya nhiều khi 1-2 giờ đó, rồi anh em tưởng đâu em không thèm bắt máy anh em đó, rồi anh em buồn phiền này nọ cũng tội cho em đâu có bán hàng mắc mớ gì, anh em điện mà không bắt máy đó. Rồi anh em nào thấy anh em nào gọi nhỡ em gọi lại, đôi khi nó cũng có thiếu sót, mong anh em thông cảm. Tại vì em làm tới 6 giờ, gần 6 giờ chiều mới buông tay ra nằm được chút, giờ này chưa ăn cơm nữa. Đó. Thì nói chung là tất cả hai bộ số này là em bao tất cho anh em lên xe, không phải suy nghĩ đâu, 2016 nó mới quen vậy nè anh em coi nè. Đó. Bộ số 1 này là mã U1, anh em nhớ nha. Mã con heo là U1. Anh em nói lấy bộ nào là em giao bộ nấy, nói bộ con heo là mã mấy nó em giao cho anh em bộ mấy. U2. Đó, mực còn hết trơn mà nó mới chát vậy nè, hai bộ này là hổm gà em quắn BE làm cất luôn đó. Để dành anh em nào có hỏi thì em mua đó, mà thôi bữa nay hết đồ lôi ra quay cho anh em cho xong luôn. Đó, đầy đủ lậu đồng tiền, ốc lục giác bắt hết luôn đó. Thì 850 nó nhanh gọn lẹ, bộ này cũng vậy luôn nè, không có khác gì chứ. Hai bộ này là y chang nhau. 2016 hết trơn nó mới cancel ban đó. Đó anh em coi đi. 216 số trắng bóc này nhâm nhiếc gì nữa. Thì số này anh em vô quay A, quay alpha nhỏ, quay alpha bụng, quay RS, quay RSX. Đó. Anh em vô Super Rim. Anh em vô thằng quay 110 thái, anh em vô phu chờ 1, vô được hết. Rồi anh em vô nói hơi hết biết luôn, quay ít thái 100 gì đó thì anh em vô được ráo chân à, rim lùng 99 đồ đó. Đó anh em coi đi, số không có nhầm một răng nào chân á, cứ 850 bọn anh em với một bộ vậy đó, giá sale cho anh em cuối tuần luôn đó. Sau một ngày là một tuần làm việc mệt mỏi mình được nghỉ ngơi. Em thì em chơi xuyên suốt rồi, em bầu không à, chứ em nghỉ gì chân đó. Thẳng băng nó có gợn, có khuyết, có mòn gì đâu. Anh em chơi em chơi thôi. Nói chung là số mấy bộ số này em bao tất cho anh em lên xe nha. Mặt bên là không có khuyết, không có mòn, không có rổ gì chân, trắng bóc đó. Ok anh em, số đời cao là nó không có mặt giỏng đâu nghe anh em. Số 215, 216 là không có mặt giỏng đâu. 214, 212, 213 đều trở xuống á, số đời thấp thì có mặt giỏng. Em hổm gà em bán nhiều em cũng để ý được cái đó. Anh em nào có biết thì chỉ dạy thêm. Đó, cục đạp cục số nó cũng y chang vậy đó anh em ơi, nó vàng khè nè, sáng trưng vậy đó anh em, về ngâm dầu rửa ra ha, luôn càng lừa theo xe nè. Đó, báo số nè. Đó, đó là 850.000 rồi xong. Ừ, sẵn đây giới thiệu luôn nè, em còn được cái lốc bơm phu 1 nè, lốc bơm phu 110 nè, lốc bơm này em vệ sinh sạch rồi nè. Thì cái chỗ phu 1 với 110 á là nó xài chung cho nhau hết, mà nó chỉ khác ký hiệu này thôi. 110 thì A, B, K, F, L, F. Rồi có một đời chữ K, F, L chữ lớn nó với nguyên cái khung tròn á, thì cái đó là đời 2000 mà hiếm thấy lắm. Còn cái phu 1 á là chữ H, V, N nè. K, F, L nè, nằm ngược nè, thấy không? Lốc này mới gớt lần đầu nên em yên tâm khỏi sợ luôn. Đó, mới gớt lần đầu. Con zin theo xe còn xanh nè, thấy không? Đó.
răng nè anh em nhìn là sáng ché nè đó, khỏi phải sợ mà tuôn răng tuôn gì ha. Đem vệ sinh lòng trong, đem vệ sinh sạch cho anh em ơi, chưa cạo gon cạo gì đâu. Anh em nào kỹ thì về anh em làm thêm đi, chứ bây giờ em làm không có nổi. Găng hai găng ốc gác chân đẹp luôn nè đó, chưa mở ốc xả nhớt nữa, mở gần cái lóc bom phu một giao anh em 950.000 miếng, giá rất là dễ chơi dễ xài. Anh em alpha lên 110 là nó nói chung là giá hợp lý luôn. Ốc xả nhớt này theo xe luôn nè, mà nói chung cái đầu nó hơi toẹt chút ha đó. Đang hoạt động bình thường anh em vệ sinh sạch rồi nè, ốc số 10 trắng bóc hết rồi nè, thì anh em về việc lắp thôi. Cái lóc này em bán 950.000, anh em nào chốt thì hú em ha. Lóc này lóc nó gớt bên nồi nè, thấy không, dấu keo nè, nồi gớt nè, nhìn biết rồi. Rồi anh em nào mến hú em 950.000 lóc này nghe anh em, phu một nha, chứ không phải 110 quay 110 thoái nha. Cái nào em nói trước à, để anh em nói em tả gà ra dịch mất công. Rồi tiếp theo em còn được một bộ lửa Super Game đời 22, phải không ta? Rồi đúng rồi anh em ơi, lửa Super Game đời 22 con qua lăng cũng lửa trước luôn ha. Ngày 14 tháng 7 năm 2012. 14 tháng 7 2012. Thì cái tình trạng cái lòng trong này là nó ok, nó đẹp, nó không có bị cọ cửa hay là nó cũng không có bị mà sức mẻ bể từ bể 500 gì hết. Đó. Qua lăng thì cái phần gần kích này có đốm sét chút đỉnh. Mitsuba GF4412. Cũng kha khá ha, lửa cũng kha khá ha, coi dĩa đệ luôn ha. Coi dĩa đệ chứ cái mặt nè, u cái mặt này đẹp dữ ta. Mặt này đẹp dữ anh em. Ha. Rồi bi đề tuyệt cú mèo luôn. Bi đề cực đẹp luôn. Ok anh em. Rồi. Bộ này là cam đoan với anh em lên xe là không có chạ rồi. Dĩa đề siêu whip luôn. Dĩa đề siêu whip luôn nha anh em. Zin toàn tập nha anh em. Đó. Giờ mình coi cuộn lửa nè. Thì em giao lửa cho anh em là đâu nó... Trời ơi nó lọt cái đây hết cái. Cái con thằng lằn nè, để bởi vì nè đủ hai thằng lằn nè. Một cái chặn dĩa đề nè, con ốc bắt chặn dĩa đề nè, xin đề theo xe nè, đi theo hết luôn nha. Rồi đây cuộn lửa của nó, cuộn lửa mới kim kít, lửa Super hay lửa Alpha hay lửa quay A quay RS quay S 100 gì là em nói với anh em, nó xài chung cuộn lửa MMVC hết, xài chung hết MMVC đó. Thì lửa này tình trạng đẹp nè, em thấy ốc ác đồ còn màu đẹp hết trơn luôn nè đó, chưa có xét ở ngoài luôn nè, thấy không đó. Thì cái bộ lửa này thì nó đẹp, nhưng mà tình trạng lóc này nọ người ta có sơn sẵn rồi nè. Vậy anh em lóc là xài luôn khỏi sơn. Đó, 3 miếng lóc này có sơn sẵn rồi. Đó. Đó thì cái bộ Super Game này nó lợi thế hơn mấy cái bộ quay an. Cái là ở chỗ nắp cá, là anh em lóc alpha nhỏ đồ lóc như zin nè, không có chế cháo gì trơn á. Đó. Mang cá nè anh em, mang cá nó giống như quay alpha nhỏ mình vậy đó. Đó, anh em lắp vô thằng quen pha nhỏ mình lắp như gì nó có chế cháo gì chân kinh khích rồi. Đó không có nước bể nó bằng sắt nha, sơn lại rồi ha, chứ không phải bằng mũ ha. Nắp nồi cũng vậy nữa nè, tài là tài, để bữa hổm nó đâu cấn đâu trầy hết miếng nè. Thôi kệ cho anh em ơi, chậm chế đi, được cái nắp chụp nồi theo xe đẹp nè, chứ nắp chụp nồi hàng mới nó mỏng lắm, nó không có được dày gì đâu. Ốc còn đẹp luôn nha. Đó, sơn lại sẵn rồi ha anh em. Về chỉ việc lắp thôi. Ok anh em nha. Đó thì ba nắp luôn, lửa Super luôn á, là em giao cho anh em giá 1.3 triệu đó. Nói chung là em bán nhanh bán lẻ cuối tuần cho anh em luôn. Nhớt còn màu nhớt lóc còn sáng trưng à, chưa có bị đen thâm lóc gì chân á. Đó. Rồi. Một tiếp tục là bộ số 2. Bộ số 2 là một bộ lửa quay A 216.
thì không biết nãy em không biết em làm lạc một con thằng lằn con ở đâu rồi, con thằng lằn con hay con thằng lằn cha nó còn nè. Thì để em chút xíu nữa em đi kiếm em bỏ nó vô lại để nó mất à. Nè thì cũng đầy đủ sên đề, chặn dĩa đề, ốc bắt chặn dĩa đề đầy đủ. Rồi, bộ này quay A26 nha anh em, hai bộ này đẹp hết. Mà nó không đẹp bằng bộ 24 của tối đâu, bộ 24 của tối nó cọp thiệt anh em. 28 tháng 6 năm 2016 nè anh em, thấy không? Đó, 28 tháng 6 năm 2016 anh em ha. Rồi. Lòng trong nè. Đẹp nha. Đó, không xét, không xiết, không bể từ, bể 500 xét măng gì hết, mực còn nè. Đó. Lũ quay A này thì nó đẹp hơn bộ súp be, ở đây có tan tan nhẹ miếng. Hai bộ này tình trạng giống nhau á, qua lăng đẹp hết á. GF Mitsuba, GF 4412. Đó, nó có tan tan này miếng. Anh em trước khi lắp anh em ủ miếng nhớt đó nha, lấy cái vẻ nhúng nhớt miếng mình lau nó một cái. Không sao hết trơn á, anh em cứ lắp bình thường. Ừ. Nè, dĩa đề nè anh em thấy không? Mới bỏ mấy ngày không ủ nhớt nó hơi lên tan rồi thấy không? Mà mình lấy tay nè, anh em để ý ngay chỗ này nè. Nè. Lấy tay em lau cái sạch nè. Thấy không? Dĩa đề là mới kinh kít luôn nha anh em. Nói cho anh em mới kinh kít luôn. Bao anh em luôn, không biết gợn là gì nữa. Quay ra 26 mà. Đó. Mặt nè. Mấy cái dĩa đề tầm này thì bi đề khỏi phải chơi rồi. Bao là rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, nói chung là bao anh em trái nổ ngon lành. Đó. Bây giờ coi cuộn lửa nha. Đây, cuộn lửa đây. Trên cả tuyệt vời nha anh em. Như mới luôn nha. Nắp lửa là trắng phao luôn, như mới luôn. Vẫn là cuộn lửa MVC nè anh em thấy không? Nhưng mà nó khác với lại súp be là dây cuộn lửa súp be nó ngắn. Còn dây thằng này nó dài thường thượt nè. Còn dây cuộn lửa súp be nè anh em nhìn nè. Lú ra có khí chút xíu nhưng chim cánh cục. Thấy không? Nó rõ ràng, nào anh em mình kích chưa tan chưa gì luôn, bao mới. Đó. Còn sơn zin của nắp lửa thì ok anh em nha. Sơn zin này khá là đẹp nha, mặt tiền đẹp nè. Cái phần này nó có nổ chút xíu chỗ này nè. Thì anh em về á, anh em dặm nhẹ chỗ này lại thì có thể anh em chấm chấm sơn đó. Còn nói chung là bộ này sơn zin toàn tập, không qua dặm tút. Đó, phần dưới này thì chưa vệ sinh. Đó, chưa vệ sinh còn đóng đất dơ. Đó. Rồi. Cái nắp nồi này thì nó lai cái nắp chụp nồi Tekawa con khỉ khô nè. Thì anh em nào lấy thì em sẽ lấy cái nắp chụp nồi zin em bỏ cho anh em đủ ốc luôn nha. Em có. Này sơn zin đẹp nè. Được này sơn zin đẹp nè anh em. Nắp nồi sơn zin đẹp luôn nè. Thấy không? Nhớt trắng bóc không à. Anh em coi em gã máy nè, bán nồi là anh em cũng thấy rồi. Bộ nào bộ nấy nhớt trắng bóc không à. Đưa cho anh em cái ti thâm nhất luôn nha, không có giật ra nha. Cái đó mà giật ra làm gì, bán có được đâu. Giật đáng cái nào, giật tiền trăm tiền triệu, giật ba cái quỷ quái đi. Đó, ok hết nha anh em. Đó thì bộ ba nắp của thằng quay A26 này á, em giao bộ số này em gọi là bộ số 2, bộ này bộ số 1, bộ này em bán cho anh em giá 1,2 triệu nha, luôn ba nắp luôn lửa luôn nha anh em. Đó. Thì bộ số 3 này cũng vậy luôn á, đồng giá 1,2 triệu luôn đó, anh em lấy bộ nào lấy. Một thứ một đó. 26 luôn. Thằng này thì ngày 10 tháng 10 năm 2016 nè. 10 tháng 10 năm 2016 ha. Rồi. Lòng trong qua lăng cũng vậy đó. Đẹp y chang nhau à. Qua lăng đó. Chút xíu em ủ miếng nhớt cho mới được, để không ủ lâu ngày nó tan hết trơn. Tại vì mấy cái hoa lăng trắng này nó dễ bắt tan chứ lắm, ra ngoài không khí mà nó bị oxy quá nó cũng tan hết chứ đừng nói mà anh em đụng chạm vô. Đó, mấy bộ này đẹp hết trơn à. Nó cũng đủ các phụ kiện kèm theo gì đó. Dĩ đề anh em coi nè. Cái này nè anh em coi nè, vuốt một cái là hết sạch tưng nè. Thấy không? Mới kim kít à. Nè, ở đây nè, anh em coi nè nha. Thấy không, vuốt cái là sạch tưng à.
Nói chung là bao anh em không miếng gợn nha. Nè anh em coi nè nghe, vuốt sạch tưng này nha. Đó. Thì nói chung em bao anh em xài lửa luôn 3 nắp là 1,2 triệu. Bộ nào như bộ nấy. Đó, bộ này thì nắp lửa nó hơi bị muối nè, nhưng mà lửa anh em vẫn thấy vẫn đẹp khô ráo luôn, thấy không? Đó. Nè, chưa có ten, chưa có sét gì luôn nha anh em. Đó. MMVC cuộn zin luôn nè. Ok. Muối này á, anh em rửa xăng á, nó rất là dễ mà nó mau khô cuộn lửa của mình đó. Anh em rửa xăng á, anh em lấy xăng 95 mình á, thằng này cũng vậy luôn nè anh em. Mặt tiền đẹp nè, thấy không? Ngay chân chỗ này có nổ nhâm nhâm nhẹ nè, dặm lại xăng zin khá lắm, vô xe mọc vô luôn cũng được đó. Còn này xăng zin đẹp nè, nắp nồi này xăng zin đẹp nữa nè. Đó, đen thùi, nào nấy trắng bóc không anh em ơi. Nói chung em máy em gã bán, em lựa máy kỹ lắm, lựa nhớt phải trắng, nồi phải đẹp. Anh em bán mới được chứ nhớt đen khó lắm. Nhớt đen thì nhìn nó mất thiện cảm rồi. Đó, thì em giao anh em là một bộ 3 nắp. Nắp nồi đẹp luôn nè, chụp nồi đẹp luôn nè, thấy không? 3 nắp luôn nè, cái này em sẽ thay nắp chụp nồi cho anh em nha. Ở dưới em còn mấy cái nắp nồi nè mà lẻ nắp nồi á. Rồi em sẽ lấy giật nắp chụp nồi em thay cho anh em. Đó thì một bộ lửa quay A luôn 3 nắp đó. Đây em có 2 bộ đó là cứ 1,2 triệu một bộ. Còn nếu anh em mua 3 nắp này lẻ thì em tính anh em giá là 400. Còn anh em mua lửa lẻ là bán 850.000 bộ 2,16 rồi nè. Đó, tại lửa đẹp không à nha. Rồi. Chào anh em nha, video tới đây kết thúc anh em. Đó, còn lốc bơm đẹp nè anh em lấy đi 950.000. Chào anh em.